nhạt nhòa vườn hành năm xưa. Trăng ơi trăng ơi, mùa trăng đưa hẹn hò, ai mua trăng không lại đây tôi bán trăng cho. Vâng à, nín đi con. Thì anh hai vẫn là anh hai của con, chứ có ai giành đâu mà. Nhưng mà như vậy tức là anh hai phải là con ghẻ. Con ghét con ghẻ, cha ghẻ lắm à. Vâng, vâng à, anh em mình cùng cha cùng mẹ mà. Nhưng đây là ba ruột của anh. Vâng à, em đừng có nói vậy chứ. Chẳng qua bây giờ anh hai của mình có thêm một người cha. Cháu à, bác về đây là để biết mặt Quân. Với lại bác sẽ dạy cho Quân biết công sanh không bằng công dưỡng. Quân phải đời đời biết ơn ba cháu đã nuôi nấng, dạy dỗ cho Quân nên người. Nhưng hồi nãy cháu nghe bác nói sẽ đem anh hai con lên thành phố để học đại học. Như vậy là bác về đây để chia cắt tình thương của chúng con. Con à, con đừng có suy nghĩ như vậy là không đúng đâu. Đặt trường hợp ba là bác á, ba cũng phải đi tìm con của mình. Còn việc anh hai con á, tiếp tục học á, đó cũng là nguyện vọng của ba, của anh hai con. Chẳng qua từ trước tới nay chưa có làm được. Bây giờ có điều kiện rồi phải thực hiện cho bằng được chứ. Phải học để nâng cao trình độ và đóng góp cho xã hội nữa cháu à. Thưa ba, thưa má, con biết chuyện này đã mấy tháng nay rồi. Hả? Ai nói mà con biết? Họ nói như thế nào hả Quân? Má ơi, người ta chỉ nói chuyện với nhau và con tình cờ nghe được. Bây giờ thì sự thật càng được chứng minh thêm. Con càng cảm nhận tình phụ tử của ba đối với con còn hơn trời hơn biển. Má ơi, má có nhớ cái hồi con còn học lớp 5 không? Lúc đó con ốm nhom ốm nhách à, tay chân thì nó dài lỏng thõng. Có lần con bị sốt cao, nửa đêm trong giờ giới nghiêm mà ba con cõng con chạy bộ ra bệnh viện. Tới khi bị người ta chặn lại, ba vừa trình giấy tờ vừa năn nỉ họ. Khi họ cho đi, ba đã lăm răm cầu nguyện: anh Tư Lê ơi, hồn anh có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho con của chúng ta thoát qua khỏi tai nạn. Mặc dù nửa tỉnh nửa mê, những lời nói đó làm cho con rung động bàng hoàng. Nhiều lần con muốn hỏi ba nhưng rồi không dám chắc là mình nghe đúng. Mười mấy năm qua con đã quên rồi câu nói đó, nhưng mấy tháng nay bỗng nhiên nó trở về tựa mũi xa kim châm. Đêm đêm nằm nghe sóng biển rì rầm, con cứ hỏi thầm tại sao mình không phải là con ruột của ba Nguyễn. Vậy mà cả hai ba đều không được vui con. Em à, cứ để cho con nó nói đi em. Nó lớn rồi cũng phải có suy nghĩ độc lập riêng của nó chứ. Thực tế hôm nay đã trả lời cho con câu nói đó. Nhưng khi đối diện trước hai người cha, con không biết nên khóc hay nên cười. Điều nhân nghĩa một con người, con đồng ý là phải đi học tiếp, nhưng khi hình dung ra cảnh xa nhà con chịu không được đâu má ơi. Anh ơi, anh đừng có đi bỏ tụi em nghe anh ơi. Mà trước anh chỉ có một bà, thì dù cho anh có đi biển cả tháng em cũng không có sợ bớt nữa. Không, bây giờ ba ruột của anh đã về, bảo cho em là không mất anh hai. Vâng à, con đã lớn rồi sao mà suy nghĩ còn trẻ thơ vậy. Thôi
bây giờ ta vô ăn cơm đi nghe. Cái món mực xào lăng này đặc biệt lắm đó. Bữa nay ta phải uống thật nhiều để mà vui ngày hội ngộ. Việt Quân ơi Quân, thôi thơ Dân ơi Dân, trời ơi bộ họ bỏ tôi đi hết rồi sao mà ba làm cái gì la ôm sồm vậy ba? Ở nhà chỉ có con thôi, từ sáng tới giờ má với anh Việt và chị Chính ra chợ rồi. Bữa nay tàu mình về mà tàu của cậu Năm cũng về nữa, làm không có xuể. Ha, mấy má con đang ở trong chợ, ba mới thấy đây mà đã quên rồi à. Ba ơi, hay là ba đau hả? Để con lấy thuốc cho ba uống nha. Ôi, thời buổi này hở, chút là uống thuốc, uống chi cho nó lờn. Kệ, tập chịu đau cho nó quen đi con. Nè, đem chai rượu này vô đi. Xong rồi con kiếm con khô mực nào mà nó lớn lớn nữa ha, nướng cho ba nhậu. Ba này, con để ý ngay từ ngày ba đi tàu, ba biết nhậu luôn à. Thôi, vô đi. Để ba còn phơi cái đống lưới này lên coi có cái chỗ nào cần giá không nữa. Có đứa con gái cũng an ủi. Gia tài có ba đứa con. Không đúng. Hai đứa thôi à. Mà cũng không phải. Quân ơi, cuối cùng rồi thì lương tri cũng lên tiếng gọi, làm cho ba chợt hiểu ra tình phụ tử đã khắc sâu vào tâm khảm mấy chục năm qua. Làm sao ba dễ dàng xóa đi những hình ảnh thương yêu ấm bồng dạy dỗ để mà gạt bỏ con ra khỏi ngưỡng thâm tình. Chỉ có vậy thôi mà ba cứ dặn dặn riêng mình. Trong khi con ngày càng trưởng thành trong nhận thức, còn ba lại trở nên bé nhỏ hẹp hòi. Có phải chăng sự hờn ghen đã bóp nghẹt tim ba vì từng cơn co thắt? Còn má con, ba làm sao đo lường cho hết được khi đứng trước hai người chồng má con sẽ quay lưng hay đối mặt với người nào? Ba vô nhà nhậu đi ba, đừng có ngồi ngoài này kỳ lắm. Đi ba. Vô thì vô, sợ gì ai? Chuyện đời nghĩ cũng nực cười, vợ mình thiên hạ có người kêu em. Trời ơi, ánh mắt họ nhìn nhau nồng nàn lắm mà. Tự nhiên tôi thành kẻ chiến bại lúc nào không hay. Tư Lê, không về ông may mắn lắm. Ông đã có tất cả. Thậm chí mà nếu ông muốn vợ tôi, còn có thể là vợ ông kia mà. Chà, đây rồi. Trời đất ơi, đây rồi cái gia tài sản nghiệp này. Tôi có còn giữ được cho vợ con tôi không? Anh
Bữa nay mình trúng lớn á nghe. Trúng lớn hả? Đúng. Nhưng người trúng trước là tôi nè. Em biết chưa? Anh trúng gì? Trúng số hả? Bao nhiêu? Nói cho em mừng coi. Trúng gió đó. Gió biển. Gió lùa. Gió độc. Gió gì nó cũng nhè tôi mà nó nhập vô hết. Tôi tưởng em biết quá đi chứ. Anh nói cho em nghe coi. Buồn chuyện gì mà uống rượu chứ tới nông nổi này vậy? Nè, má thằng nào đây ta? Anh sao vậy? Không biết kêu má thằng nào đây. Anh ăn đi cho giả rượu, rồi vợ chồng cùng nhau hàng quyến tâm sự những vui buồn bao năm. Xuân qua hè lại tuổi càng cao thâm, càng ngổn ngang thế sự thăng trầm. Nè, tôi hỏi thiệt nha, phải chăng mình vẫn âm thầm lo lắng tư đêm nằm sống yên giả chuyện của mình tình cũ nghĩa xưa? Tình cũ thì chưa tròn phận vợ, còn ơn nghĩa nặng lòng là lo ở bên anh. Có phải chăng em còn thương ba thằng quân? Kết quả của mối tình ngắn ngủi không hơn 10 ngày phần số rủi. Tuy 17 hồn nhiên thơ dại, bỡ ngỡ nhìn ai thẹn hồng đổi mặt. Vậy là do hai nhà quyết định ta cùng nhau để mà kết hợp. Phải, thằng quân là kết quả của cuộc tình ngắn ngủi. Có lẽ do đất trời dung rồi khiến nội ngoại hai bên mong muốn em và anh Tư Lê đến giờ. Nhưng thương được cùng ai trong năm kết chặt dài tấm đồng, như nguyệt nga sức rinh một nhà ôm bức tượng thờ chồng già đã thủy chung. Chuyện cũ tích xưa gái thảo trai chung để dắt người ta sống cùng vẹn nghĩa. Tuổi càng cao chuyện đời càng thấm thía, phải đâu như sắp kiếm mà giấy phân biệt rạch rồi. Đúng là như vậy đó. Cái thời đó cánh nhà hai bên vô cùng đớn chiếc, ngoài đồng thì mưa đàn pháo bày. Mẹ em rồi mẹ bây giờ khác hẳn thời trước rồi. Ngày đó làm ăn như gì gặp gió, là một thương gia có gì tính trong thương trường, sống giữ gìn đạo lý, dạy các con học nghĩa học nhân, nhắc nhở các con mình biết giữ thân, biết phải quấy,
biết thương người sẵn lòng giúp người trong cơn hoạn nạn, tay làm hàng nhái chịu thương chịu khó, quý bà con trọng nghĩa xóm tình làng, ngóc hành giỏi giang dầu mài nhân cách. Nhưng từ hôm anh gặp Tư Lê trở lại, bỗng nhiên anh thấy mình đi quá yếu thế, hồi hộp âu lo e ngại một ngày nào đó biết chừng đậu tai họa xảy ra làm thương tổn cả gia đình. Vợ chồng mình con cái lớn hết rồi, sống với nhau cần phải có lòng tin, đều lo sợ bố anh không phải du dơ. Nhưng em cũng có suy nghĩ của riêng em, yêu nhau vì tình là lẽ thường thế sự. Nhưng còn sống đến ngày chung cuộc với nhau là do ở cái nghĩa tri ân. Anh không nghe bà con người ta thường nói hay sao, vì nghĩa của anh mình đáng trọng biết bao. Địa vị và thế lực của anh Tư Lê hiện tại thiếu gì người ước ao thèm muốn cận kề, nhưng đó chỉ là nhất thời trước mắt đó thôi, chứ còn nhân cách của con người mới là quan trọng. Trước đến giờ anh là cha tốt của các con, là người chồng quý yêu đáng kính đáng tôn thờ. Nghe em nói mà anh há lòng quá dạ, tha lỗi cho anh có những giây phút lãng lòng. Chuyện anh Tư Lê cho thằng Quân lên Sài Gòn học tiếp, ý của em nghĩ sao? Thì vợ chồng mình cũng vừa mới bàn là sẽ cho thằng Quân đi học lại, ai cũng đồng ý hết trơn á. Nhưng bây giờ có ba nó mà, thôi đi, tùy anh quyết định, em không có xen vô, sau này đừng có đổ thừa. Nhưng mà mình cũng phải hỏi qua ý thằng Quân đã, phải không em? Coi vậy mà cũng dở nha. Thôi anh vô tắm đi, một lát cả nhà về đầy đủ mình ăn cơm luôn thể. Thơ nè em ơi, đưa cho anh mượn. Mượn cái gì? Ở trong nhà này cái gì cũng là của anh hết, sao mà nói cái chữ mượn vậy hả? Bởi vì chỉ duy nhất một mình em có, cho nên anh phải mượn. Thì mượn gì nói đi. Chìa khóa tủ tiền. Anh muốn lấy tiền xài à? Sao không nói em đưa? Nhưng mà lâu nay anh đâu có hay là có ai chết không có tiền mua hòm, cho nên lấy tiền cúng. Không, anh muốn coi lại tiền và vàng mình còn được bao nhiêu. Anh kiểm tra em à? Em à, em thông cảm. Anh nói vòng vo tam quốc một hồi vậy thì rốt cuộc là anh đã hết tin em. Cũng được, chìa khóa đây nè, anh muốn kiểm gì á thì cứ kiểm, nhưng nói cho anh biết nha, một xu á tôi cũng vô sổ rồi đó, mẻ một miếng là không có yên với tôi đâu nha. Em dám nói với tôi như vậy hả? Lòng tôi trong sáng, dạ tôi thẳng ngay, tôi không sợ ai hết á. Được, tôi đi vô tôi kiểm. Thơ, đừng buồn nữa em. Ba Nguyễn thay đổi nhiều quá, làm chị cũng hết sức ngạc nhiên. Nhưng nếu đặt ta ở vào vị trí của ba Nguyễn thì chưa chắc ta sẽ đủ lượng để cho cha con Tư Lê đoàn tu sinh dây. Tuy rằng thằng Quân đã về lại nơi này, bây giờ điều quan trọng nhất là củng cố lại niềm tin ở nơi ba Nguyễn. Chị Chính, đến chị mà cũng không còn tin em nữa sao? Ngược lại chứ em, và chị dám chắc cả ba Nguyễn cũng không hề nghi ngờ tấm lòng của em, chỉ biết thủy chung nhất và vợ chồng. Ủa,
Sao đã tin mà còn đai nghiến em chi vậy? Tâm lý mà em. Lâu lâu chả muốn kiểm tra đột xuất tư tưởng tình cảm của em với Tư Lê thôi. Nhưng mà chị nghi có người đôm đặt thêm mắm dặm muối gì đây. Ai vậy? Để coi. 1 tháng 30 ngày thì hết 25-26 ngày ở trên tàu. Thôi rồi 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 rồi, chị biết rồi. Cái thằng cha hai râu chứ không ai lọt vô. Chắc cũng cái miệng của thằng cha nên thằng Quân nó mới biết cái chuyện trước khi mà gặp ba nó. Tưởng ai chứ hai râu thì để đó, để nó chị sẽ xử lý thằng cha cái một cho em coi. Thôi thôi mà. Thôi mà chị Chính, đừng có gây rắc rối thêm. Em đừng có cản chị. Tiếng gì? Vậy cô nghe nó gần hơn con. Con còn cảm nhận thêm là cô ấy sống bằng lý tính nhiều hơn, chứ không vào tình cảm như ba má con ở dưới. Ba mong là con sẽ thông cảm cho ba, bởi vì cuộc sống nó tạo ra con người phải thế con à. Con đồng ý, nhưng không có tuyệt đối đâu ba. Ăn thua là tấm lòng thôi. Chứ còn một góc độ tâm lý khác mà cô ấy không thể nào giống như ba nguyện của con. Bởi vì má con và cô ấy là hai hoàn cảnh trái ngược. Một mình cô ấy lo toan trên dưới cứ sao mọi bề, lại thêm một nách cứ 4 đứa con. Còn ba thì phải đi biền biệt vì nhiệm vụ nặng nề, nên cũng chưa còn nghĩa vụ với vợ con. Thì bây giờ ba và cô ấy đã vô đây để cho cha con vợ chồng sum họp. Nhưng chắc là từ khi có con, có thể cô ấy cảm thấy không yên lòng. Ba, vì vậy theo ý của con, chắc là ta nên tính lại. Con có thể sẽ về lại quê hoặc tự mướn nhà xuyên để cho gia đình ba được êm ấm đề quê. Nếu ba đồng ý, con sẽ hỏi ý kiến của ba má con. Ý, con làm gì rồi? Ba nói làm sao với ba má con ở dưới đó? Mà nhất là anh ba Nguyễn. Không sao đâu ba, ba con đại lượng khoan dung lắm. Ba biết. À, em về rồi à? Còn mấy đứa nhỏ đâu? Tôi không hỏi anh câu đó thì thôi, đằng này anh lại hỏi ngược tôi là sao chứ? À, con nhớ rồi. À, thằng Dũng, thằng Cường về trễ vì hôm nay nó sinh hoạt lớp. Con Hiếu, con Thảo, một đứa đi chợ, một đứa thì xếp hàng mua gạo. Chưa già bao nhiêu mà lẩm cẩm rồi. Dạ, con mời cô uống nước. Cảm ơn cháu. Anh Tư à, anh nói anh chưa già mà anh lẩm cẩm là cũng đúng thôi. Bởi vì dạo sau này anh phân vân nhiều quá. Dạ, con xin phép ba, xin phép cô. Con vô bếp nấu cơm. Đảm đang quá ha. Không nuôi mà cũng được nhờ, thú vị thật. Em à, anh thấy là em hơi quá đáng đó. Trước khi làm vợ anh á, em đã biết hoàn cảnh của anh rồi mà. Giả lại má của nó đã có chồng khác, con cái đừng đề, em khó chịu gì vậy? Tôi khó chịu làm gì, nhưng tôi thấy mình bị khi dễ, bị xem thường, cho nên tâm tư tôi không được thoải mái. Đáng lý khi nghe tin tôi vô đây cả tháng trời, lên đây chào hỏi. À, tôi thấy hơi ngược đời nha. Tại sao phải lên đây chào hỏi? Trong khi thằng Quân là nấm ruột của tôi, do đâu mà em có yêu cầu quá đáng? Trời trời, tới anh mà cũng có suy nghĩ giản đơn. Hèn chi mà tôi chẳng bị xem thường chứ. Em đâu có biết là công việc của người ta ngập đầu, rất khó có thời gian đi chơi. Dạ lại, bãi không đi, nhưng có chồng của bãi dẫn thằng Quân lên. Cả vợ chồng đều có tiếng nói rồi, em cố chấp làm chi? Anh Tư Lê à? Anh Tư!
Chuyện gì em nói đi, tôi nghe đây. Thằng Quân lên ở đây, cha mẹ của nó có chu cấp. Chu cấp cái gì? Chẳng lẽ cha con xa cách mấy chục năm, bây giờ nó lên ở với mình đi học, tôi lại ngửa tay nhận tiền người ta sao? Đâu có. Tại tôi nghe anh khoe ba má thằng Quân giàu có, có mấy cái sạp ở chợ tỉnh, rồi có cả tàu đánh cá. Biết đâu nay mai sẽ lập cả cái nhà máy đông lạnh lận. Dạ thưa cô, nãy giờ cháu vô lễ lắng nghe, xin phép cô cho cháu được có đôi lời thưa gửi. Thưa ba, sáng mai con xin phép ba cho con được về với má. Đến bây giờ thì con mới thấm thiết cái câu ông bà ta đã nói: mồ côi cha thì được ăn cơm với cá, còn mồ côi mẹ phải bị lót lá mà nằm. Quân, Quân ơi, nghe con nói mà lòng ba thêm xấu hổ. Gần 20 năm con đã sống trong cái cảnh cha gà con vịt chắc chê. Vậy mà tình thương của ba Nguyễn cho con lúc nào cũng đầy ắp. Còn bây giờ con gần gũi bên ba mà nghe sao nó điều yêu lạnh giá. Tình lọt nghĩa phai con lưng nước càng. Đêm đêm nhìn con ngồi học dưới ngọn đèn mờ mà lòng ba đau nhói. Tựa ai cầm kim xuyên thấu trái tim mình. Ba xin con sẽ đến lúc lòng người nghĩ lại, chớ đã là con người thì đâu phải vô tri. Quân nè, cháu làm vậy chẳng khác nào cháu gieo tiếng oán cho cô sao? Cô đâu có đuổi cháu đi khỏi nhà này mà phản ứng của cháu làm cô quá đổi bất ngờ. Thưa cô, nếu phải đợi đến cú xua đuổi thì cháu sẽ không còn là một con người. Lòng tự trọng mà ba má cháu đã dạy cháu nguyện suốt đời lấy đó làm hành trang để mà đổi nhân xử thế. Thưa ba, má con nói ở đời mình nghèo khổ túng thiếu, đôi khi cũng cực nhục lắm, nhưng muốn có tiền không phải bất cứ việc gì cũng nhào vô, để rồi không biết phân biệt đồng tiền sạch chớ phải trái. Ba, ba ơi, con xin rời khỏi đây để gia đình ba được êm ấm, để cho hạnh phúc của ba không vì con mà rạn nứt từ bây giờ. Con ơi, con mà đi thì sẽ mang nhục, vì ba không che chở được thân gà con lìa bầy trong cảnh bơ vơ. À, tưởng sao cậu lại xỏ xiên mắng mỏ tôi đó hả? Nè nè nè, ông có nghe chưa, ở người cha, ở người chồng vô dưỡng. Trời ơi, bởi vì tôi biết mấy ông là tôi biết vô phước mà. Bây giờ con nó chửi tôi nè, ngồi điện tỉnh ngồi nhìn đó hả? Thưa ba con đi, thưa cô cháu đi. Quân, con đi đâu? Không có được, con phải ở đây với ba. Không sao đâu ba, con phải đi về với ba má con. Nhưng giờ này xe không có chạy, con đừng đi, ba xin con mà Quân. Con sẽ đến nhà mấy người bạn ngủ đêm nay, sáng sớm mai ra bến xe đi chuyến đầu tiên. Ba yên tâm ở lại. Quân, con đi. Ba xin con mà. Quân, đi là phải rồi. Xích vào lợi dụng. Nè, cậu muốn đánh tôi đó hả? Nó chỉ có một. Còn tại đây nè, ông có tới 4 đứa con lận đó. Thank you.
rồi đêm hôm á nằm chim bao kỳ cục lắm á. Chắc tại nhức mình á nên khó ngủ, tới chừng ngủ được á thì mơ hả? Mơ ai? Nói thiệt nghe coi. Nói chuyện nghiêm chỉnh đó nha. Em mơ thấy thằng Quân á nó bỏ học nó đi bụi đời, em lo quá à. Tưởng gì quá ra chim bao thấy nhỏ đi bụi đời. Dám cá không nghe. Nếu cá ra hả thì em thua đó. Chuyện gì á chứ, cái chuyện này mà thua á là em mừng liền, mừng liền á. Em nhảy xuống nha. Ê, đừng có nhảy nghe mày. Té đó, cố kìa. Trời ơi, sao nó chim nhọn cũng được chứ không em ơi. Ê, cố gắng thôi. Trời ơi, mẹ rồi. Thưa ba, thưa má. Hả? Quân. Quân. Có chuyện gì vậy? Con về đây. Con ơi, xin sao vậy nè? Ba ơi, con về lại với ba. Con sẽ đi biển với ba nghe ba. Có ba má ăn mắm ăn muối gì con cũng ăn ngon. Nè, anh hai về với Dân với Việt nè. Tụi em có vui không? Vui tới khóc luôn nè. Quân con. Con, có phải là đã xảy ra chuyện gì giữa con với lại bà ấy phải không? Phải không con? Ba má ơi, thế thái nhân tình, mấy đời bánh đúc có xương. Anh hai, nhìn anh như xác lá tả tơi cuốn xoay trong cơn gió lốc. Mình lòng em bỗng trào dâng mối tình thâm cốt nhục. Anh đừng có đi nữa nghe anh hai. Anh hãy ở lại đây với má, với ba, với hai em. Như ngày chúng ta còn quấn quýt bên nhau, tận hưởng niềm vui của gia đình. Đường đời dọc ngang trôi nổi, anh làm sao đủ sức chống chọi một mình. Mấy tháng nay vắng anh, em tưởng chừng lâu lắm. Đi học về nhà, em nhớ anh khóc ruột khóc gan. Khi không còn ai để dành cho em gói xôi cục kẹo, không ai ngồi tỉ tê kể tên hàng trăm loài cá tôm ở ngoài biển. Anh hai, vậy là anh hai không đi học nữa sao anh hai? Anh sẽ đi học lại lúc nào thuận tiện. Còn bây giờ... Ba. Quân con. Con lại tiếp tục đi biển với ba nữa phải không con? Ba, con... Con cảm ơn ba. Con chỉ buồn là chưa làm được điều mong ước của ba má. Nhưng con xin hứa, con sẽ làm mọi cách để tốt nghiệp đại học thủy sản. Còn bây giờ... Con xin được tiếp tục đi biển với ba, nghe ba. Quân con. Ba. Chị Chính ơi, chị Chính, nấu cơm chưa? Cho con ăn trước để con đi Sài Gòn giao hàng nghe. Rồi, dì dọn sẵn rồi, cháu vô ăn đi. Bữa nay hàng nhiều không cháu? Tôm càng xanh thì nhiều lắm, nhưng có điều con không biết má con giao cho nhà máy bao nhiêu, rồi còn để dành cho mình bao nhiêu. Thì khéo ngang con, coi chừng họ để ý á. Thì mình cũng làm nghĩa vụ rồi mới bán ra ngoài chứ bộ. Ai không biết vậy, nhưng cẩn thận vẫn hơn con à. Đợt này á, con đi con về con mua thêm bông gòn nha, dầu nóng nha, thuốc cảm, rồi thuốc tiêu chảy, thuốc đau bụng. Rồi, con biết rồi, để ở nhà... Nhà mình còn mua để đem xuống tàu con à. Nghe nói gần hết rồi á. Thấy chưa, gì thì gì chứ cũng lo cho chú hai dễ sợ. Mày sao vậy mà? Nếu nghe ai nói đến là cử nữ căng nhanh giống như là em chả, nhưng khoái cái mồ. Ê, con nói xấu rồi một cách công khai, quỷ phá nhà trai mà. Nhưng cháu đâu có nói vậy, có đúng không vậy? Vì chính thân yêu. Cái đồ tiểu yêu. Tiểu yêu mà nhờ được đó. Dạ tôi biết rồi. Cái mà cứ chảy
giúp với gia đình. Thấy cháu mà đứt ruột, đứt gan, nghỉ học để đi buôn. Thì cũng do thời cuộc, thấy đành như vậy. Lương thiện kiếm ăn, mình sợ gì ai. Đợt hàng này nữa thôi nghe Việt, gần tựu trường rồi đó, ở nhà ôn bài dở đi con. Dì Chính biết không, con có ý định đi học lái xe đó dì Chính. Ai cho, mới bị lớn. Con đủ tuổi đi học lái xe rồi chứ bộ. Với lại con chưa có điều kiện học chữ tiếp, thì phải học thêm cái nghề gì đó. Mà dì Chính biết làm sao con chọn cái nghề lái xe không? Gì vậy con? Để đến lúc nào đó con tự lái xe đem hàng trực tiếp cho các mối ở thành phố. Đúng là hổ phụ sanh hổ tử mà. Việt ơi, Việt ơi, Việt, đi giao hàng đi con. Dạ. Mớ tôm này được bao nhiêu ký hả má? Chắc hơn chục ký. Con chuẩn bị đi lẹ lẹ đi, để lên tới trên đó còn tươi, nhà hàng người ta cũng dễ tiêu thụ. Con đi nghe má. Khoan 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 đã, có đem cuốn sổ theo không đó? Sổ thì đem theo cho có, chứ đâu có ai nỡ thiếu chịu mình đâu. Cũng nhờ cái miệng dẻo quẹo của con á, nên người ta phải trả tiền liền à. Việt, Việt, khoan đã, lại đây. Dạ. Lại má kiểm tra coi. Thì không có chỗ cất tiền. Má đừng có lo, coi vậy chứ kinh nghiệm đường trường con đâu có quên. Con đi nghe má, con đi nghe gì chết. Mất biết liền. Ủa người anh ba, ủa người cháu, cái nghề sông nước này chỉ có nó làm bạn mà thôi. Ủa, từ khi mà đi tàu đến nay đó, tôi đâm hư, biết uống rượu á, rồi tập cằn nhằn cưỡi nhưỡi vợ con. Quấn à. Dạ. Con đừng có bắt chước ba nghe con. Con không bắt chước ba, nhưng mà con phải uống để quên đi cái hoàn cảnh của đời mình ba. À con à, từ ngày mà con nghỉ học về lại đây đi tàu với ba đó, thì ba đã hiểu thêm con nhiều lắm. Con rất cảm ơn ba. Nhưng ba ơi, công việc làm ăn của nhà ta ngày càng khó khăn thắt ngặt, thời thế đổi thay không còn thuận lợi như trước đây. Vì vậy con thấy ta phải tìm ra một hướng đi cho thích hợp, để con phát triển lâu dài, chớ như hiện nay chỉ là tạm thời và không căn bản. Làm chủ làm thuê nhưng tài sản của ta mà cũng bị lệ thuộc, con thấy khó vô cùng, không biết cách gì để gỡ rối gia đình ta. Cũng giống như em Việt, con mỗi lần đem hàng đi bán phải lên lúc như kẻ tội đồ, nhìn thấy mà ngao ngán làm sao. Nó giống như sương mù dày đặc con đường ta đang đi, phải anh hai? Ủa sao anh cứ mãi ngồi đó mà làm thinh? Nếu hỏi tôi cũng xin có lời bàn với cái thiện chí của tôi, nhưng anh với cháu Quân không được cho tôi là người nhiều chuyện nha. Anh ba, theo tôi thì anh nên dặn thằng Việt ráng cố gắng kiếm tìm các mối nhà hàng, ưu tiên mua đặc sản biển của ta, rồi sau đó nhường lại cho vợ của Tư Lê chừng 2-3 mối để bà ấy kiếm thêm thu nhập. Có như vậy rồi thì... rồi tôi hiểu ý của anh hai rồi. Có tranh thủ như thế đó, thì khi anh Tư Lê giúp đỡ ta về mặt nào đó, bà mới không khó chịu, mà không chừng ngược lại là còn động viên ổng không được bỏ ta nữa. Thấy không con? À con thấy sao hả con? Cứ làm thử đi ba, nhưng con giao hẹn là con sẽ không liên lạc với bà ấy đâu nha. Biện lần là đủ rồi. Đàn ông con trai gì mà thù dai dễ sợ, ai biểu ba xúc phạm tới ba tới má, con làm sao con chịu được. Các con à, ba có chuyện này trao đổi với các con, các con cứ mạnh dạn có ý kiến nha. Cha nghiêm trọng rồi nha, lâu ghê mới thấy ba vô đề hơi long trọng sự á. Dân, con để cho ba con nói,
Chuyện gì vậy anh? Ngày hôm qua tôi có lên Sài Gòn. Con biết rồi, ba đến nhà bác Tư Lê ăn cơm, ngủ ở đó. Bác Tư trao đổi với ba một số việc để nhằm giúp gia đình ta làm ăn thuận lợi. Nhưng mà quan trọng á là cách đặt vấn đề của bà Sương, vợ của ảnh. Bà ấy đặt vấn đề gì vậy ba? Đừng có dính con vô đó à nghe. Quân, có làm sao? Bao dung chút đi trai cưng. Bà Sương đặt vấn đề gì vậy ba? Bà ấy đề nghị ba nên cho anh hai con lên ở nhà bà ta đó, để sự học không dở dang. Ba nghe cũng hợp lý, nhưng chưa trả lời thằng đâu. Dạ thưa ba, học tiếp cũng là điều quan trọng. Nếu ba đồng ý con sẽ làm theo. Nhưng con không gần gũi với người như vậy. Ba, con sẽ ở ký túc xá hay là thuê nướng nhà? Chưa hết đâu, đổi lại bà sẽ đưa thằng con trai đầu về dưới đây để thay Quân đi tàu. Không không, con cương quyết phản đối, vì đó là thủ đoạn tinh vi. Ba làm như cả nhà ta đều ngu ngờ. Từ trước đến nay ta đã tử tế nhiều rồi, tưởng sao lợi dụng để đánh đổi mà thôi. Dân, từ từ chứ em, ta sẽ dĩ độc trị độc mà. Thưa ba, con biết thằng Dũng nó cũng chịu khó lao động lắm, với lại nó không có ham học như thằng Cường. Thôi thôi, anh đừng có nuôi khỉ dòm nhà. 100 lần, 1000 lần em quyết liệt phản đối. Con sẽ tính chuyện đi học lại khi nào con thấy thuận lợi ba. Cũng chưa có chắc ý kiến của bà Sương xuất phát từ suy nghĩ xấu, nhưng đứa nào cũng phản đối á. Thôi thì ta tạm gác qua một bên đi anh. Tôi sợ anh Tư anh buồn. Còn cả nhà mình buồn đi nè, sao ba không sợ? Cái chị nhỏ này nghe, càng lớn càng giữ của. Con sẽ chứng minh cho ba thấy phe đa số của nhà này. Anh hai, anh Diệt, ba anh em mình quéo tay nhau, quyết tử thủ ngay ngạch cửa này nè. Không cho bất cứ một kẻ là mặt nào xâm nhập vô đây. 1, 2, 3 mình thề nha. 1, 2, 3 xin thề. Thôi bà ơi, tụi nó đông hơn mình bà ơi. Thôi giữ thua nó đi. Anh Diệt ơi, thời tiết thay đổi đột ngột quá, chắc là có bão lớn hay sao á? Anh lo quá Dương ơi, ba và anh hai mới ra khơi sáng nay. Diệt, Dân, dạ. Dân ơi, hai đứa lên nhà trên nghe radio thông báo bão kìa, mau lên đi. Dạ. Các con ơi, nguy lắm rồi, gió cấp 10 lận. Radio mới thông báo nè, đất liền đã hoàn toàn mất liên lạc với ở ngoài khơi rồi. Bây giờ làm sao đây nè? Tàu của mình, ba con, ba, Quân, hai mươi đứa. Ba ơi, ba, anh hai ơi. Chúng tôi xin báo, cơn bão số 3 đang diễn mạnh với sức gió 290 km/h ở khu vực Biển Đông. Chính quyền địa phương các nơi hãy khẩn trương tăng cường lực lượng phòng chống bão, giúp đồng bào có nhà ở gần bờ biển sơ tán ngay để tránh tai nạn xảy ra. Má ơi, bây giờ mình làm sao má? Má, bây giờ mẹ, bây giờ mình liên lạc với ai được con ạ? Để hỏi tin tức của ba tụi con coi. Má ơi, hãy bình tĩnh chờ đợi thôi, giữa lúc này không thể nào liên lạc với ai được đâu má. Phòng chống lụt bão xin thông báo, lực lượng cứu hộ đã đưa gần 100 nạn nhân về đất liền. Hiện có một số đang nằm điều trị ở bệnh viện tỉnh. Xin mời các thân nhân liên hệ để biết thêm chi tiết. Con ơi, con đi con. Chị Vinh, tụi mình đi mau lên, đi ra bệnh viện thôi coi. Sao má ra bệnh viện chi vậy? Chị ba ơi, chị ba, đến hai chị được tạm cứu hộ đưa về rồi. Ra bệnh viện đi chị, anh ba Quy. Đi mau lên, đi ra bệnh viện thôi coi. Sao má ra bệnh viện chi vậy? Chị
ba ơi chị ba, chẳng hạn chị được làm cứu hộ đưa về rồi, ra bệnh viện đi chị, anh ba nguy lắm, nguy lắm. Hả? Trời ơi chị Chính ơi, đi ba, đi. Đi em. Ba ơi, con đây nè ba. Ba mê rồi. Anh hai, anh bị thương có nặng không? Anh lo cho ba lắm. Quân, uống đi con. Con uống rồi. Chị đưa chú hai uống đi. Hồi nãy tôi đã xin bác sĩ toa thuốc này nè, nhưng phải lên thành phố tìm mua mới có. Thuốc này hiếm lắm rồi nha. Vậy thì anh đi giùm đi anh nha. Má đưa tiền cho bác Tư để bác Tư chủ động. Phải rồi, bác quen biết có thể lùng mua dễ hơn, với lại không sợ thuốc giả. Mình ơi mình tỉnh lại đi. Mình ơi Ba ơi, ba. Mình ba kìa. Thơ, mình ơi, chắc không kịp nữa rồi. Ba, anh biết sức anh mà. Ba. Anh ba, tỉnh lại đi anh, ngoại việc rồi sẽ qua nè. Tôi biết sức mình, vết thương bị hoại tử này sẽ cướp đi mạng sống của tôi. Ba, Quân. Má, thằng Quân, em ở lại ráng nuôi con. Anh ơi, cả một đời anh sống cho vợ cho con. Tấm lòng anh nào biết thấu đáo chuyện nghĩa nhân. Mấy chục năm nay mẹ con em như gà con được đôi cặp mẹ. Có sao bây giờ tụi con phải xa ba, đó là điều bất hạnh khi không còn ở trong vòng tay của ba. Ba ơi, ba phải sống để dìu dắt chúng con đi trên đường đời, sẽ không bao giờ có cảnh tử biệt sanh ly trong gia đình. Con. Dạ. Quân. Con. Dạ. Con đây nè ba. Con là anh lớn, phải thương yêu dìu dắt hai đứa em khờ. Sự nghiệp của ba để lại cho anh em con cần phải được chắc chiu gìn giữ. Dạ con biết. Muốn phát triển làm ăn, đi đúng chủ trương đường lối của nhà nước. Dạ. Thì con phải ráng nhớ những lời ba nói. Con còn có ba Lê của con đây. Tụi con nhớ phụng dưỡng mẹ nhé. Anh ơi, anh đừng có nói như vậy. Anh phải sống với mẹ con em. Má, thằng Quân, anh có chết đi chỉ thương em và con, vì chống chèo giữa cuộc sống nhiều gian nan trắc trở. Không đâu anh Nguyễn ơi, anh phải sống. Anh phải sống để chúng ta cùng tiếp tục đi cho hết đoạn đường ta.
anh. Anh biết trong lúc này đây khó khăn dây bùa không ai làm điểm tựa cho em. Tùng bách kia đã gãy đôi rồi, gánh ân tình để khổ cho em. Cùng tạm yên lòng anh Tư ơi, anh hứa đỡ đần lo cho thơ và dạy bảo các con. Anh ba, anh đừng quá lo lắng mà sức khỏe có hồi phục. Anh nằm yên đi, nghỉ dưỡng đi anh ba. Tôi chắc là anh sẽ vượt qua thôi. Phải đó anh, có em và các con ở bên cạnh, anh đừng có nói cái điều gớ mà tội nghiệp cho mẹ con em anh Nguyên ơi. Đừng nói lời an ủi đối với người sắp ra đi một chuyến không về. Ơi ba đừng nói gì. Trời ơi trời đang sáng bóng mây đen dần vô nặng nề, bao hiểu con ngọn đèn sắp tắt, một con thuyền sắp vừa khỏi sông mê. Thôi trời em một lần qua mùa, nhưng đến ngày này mới thật sự chết trăng tan. Tha thứ cho anh lỡ làng một kiếp không thể dìu em đi. Tay em như ngày đầu tiên, anh xin em về làm vợ. Trời ơi, mấy mươi năm đời người như bóng câu qua cửa sổ. Anh Nguyễn ơi, sông rồng bờ xa vời vợi không. Dẹn, em cãi lời ngoại làm con người là do tự mình thôi. Đến khi ra sông nhìn bèo nước ngược xuôi, ngắm lúc bình trôi theo nước rồng nước nâng, em hiểu người ở quá hờn hãy thương yêu nhung nhớ, cùng sinh tử ra đi bất chợt. Một con thuyền sắp vừa khỏi sông mê. Thôi trời em một lần qua mùa, nhưng đến ngày này mới thật sự chết trăng tan. Tha thứ cho anh lỡ làng một kiếp không thể dìu em. Nắm tay em như ngày đầu tiên, anh xin em về làm vợ. Trời ơi, mấy mươi năm đời người như bóng câu
trong bờ xa vời vợi bóng con đò. Thơ với làm quê em ngần ngại của hẹn hò. Ngoại nói cái số em bao giờ trọn vẹn, em cãi lời ngoại làm con người là do tự mình thôi. Đến khi ra sông nhìn bèo nước ngược xuôi, ngắm lúc mình trôi theo nước rồng nước lơ, em hiểu người ở quá ngờn hãy thương yêu nhung nhớ, cùng sinh tử ra đi bất chợt. Số phận đường u buồn cố vươn lên, anh luôn dõi theo gia đình nguyện ước ngày các con thành danh. Anh Tư ơi, anh Tư nhờ anh sao chưa to toan vượt hơn vượt ngàn khó khăn, tâm khắc ghi suối vàng không quên dân diệt quân dân. Nghe ba nói đây mẹ các con với ba Tư tình đã hết từ lâu, nhưng nghĩa sẽ còn mãi mãi. Cái thời của ba đã qua rồi, bây giờ nước tới đâu giống thuyền đi tới đó, đừng lỗi dòng nước ngược mà chết đuối cầm mẹ lẫn con. Cái lời khiến mẹ tôi thân phải sống hôm kề cần nắng mưa đỡ đần. Mấy con hứa một lời cho ba được an tâm. Anh Tư à, tôi hiểu chị khó tính, nhưng mà hãy ráng âm thầm giúp mẹ quấn cho trọn nghĩa. Thôi còn đâu đôi bóng đèn khuya, đường trần đôi ngã phân lìa từ đây. Anh Nguyễn, anh Nguyễn, Quân ơi, các con Diệp, các con dân nhớ lời ba. Anh Tư nhớ dẫn dắt các con tôi đi đúng đường ngay lẽ phải. Lắm dân Diệp quân ba, anh ơi, anh ơi, ba, ba ơi, anh ba, tôi xin hứa sẽ làm tròn lời phó thác của anh. Quân à, dạ chiều á. Ba có nghe anh em con bàn chuyện nên ba cũng hình dung ít nhiều công việc làm của mấy má con ở dưới này. Con nói thiệt đi, cho ba biết coi, bên cạnh đó có những khó khăn trở ngại gì không? Nhiều chứ ba, đụng tới việc gì cũng phải thủ tục giấy tờ xác nhận. Nhưng với cái nhà này thì xác nhận cái gì? Ai chứng? Hay là con đổi theo họ của ba đi, ba sẽ nói với má con cho. Ba, ba làm việc đó không sợ cô Sương biết sao? Đó là quyền của ba, có sợ gì? Con chưa nghĩ tới việc đó bao giờ ba à. À, còn chuyện đi tàu, có gì thay đổi không con? Tàu thì đã được sửa chữa, chắc có lẽ vài bữa nữa ra khơi ba à. Như vậy có thiếu người không con? Dạ thiếu thì không thiếu đâu ba. Có điều là
không còn ba Nguyễn của con nữa. Nếu mà con thấy được á, có thể con cho ba gửi thằng Dũng em của con. Không được đâu ba ơi. Ba thấy tình hình giữa hai gia đình rồi đó. Cô Sương thì không được lòng ở dưới này, còn ở dưới này, nhất là em Dân, nó không có thiện cảm, nó không có thiện cảm với ba chứ gì. Ba biết mà, anh ba Nguyễn sẽ chứng giám cho tấm lòng ba. À, sáng mai ba về sớm nha. Có điều má, má vô đây nghe ba con báo tin vui nè. Má nghe rồi. Em đó hả? Sáng mai em về sớm á. Nè, em cầm đi, của má thằng Dũng gửi tặng em á, giải phân phối đó. Trời đất, má có quần áo thiếu gì, không gửi tặng cổ thì thôi, đằng này cổ lại chở củi về rừng. Mà thôi con à, của cho là của quý rồi. À, anh về trển nói là tôi có lời cảm ơn. Quân. Dạ. Con nói chuyện với ba con, để má về phòng á, má cũng lấy mấy sắp giải KT gửi lên cho mấy đứa em con á, nó may áo đi học. Má à, má để ở đâu chỉ con lấy cho. Có phải sắp giải má mới mua ngày hôm qua không? Đúng rồi đó con. Má để ở đầu giường á, nhưng mà con để cho má đi lấy cho. Thôi để con. Cái thằng thiệt lẹ, miệng nói chân chạy. À, thôi nè, em ráng giữ gìn sức khỏe, nếu cần gì á thì cứ nhắn anh một tiếng. Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng mà tôi rất sợ mang tiếng nhờ vả. Em nói vậy quá ra tôi không làm tròn lời gửi gắm của anh ba sao? Vì dòng đời đổi thay, em phải như con thuyền kia nổi trôi, còn tôi nhớ những đêm trường như số phận đã an bài ra đó. Thương thân còn yêu căng chắc dây đắm mồi sương, chờ chiều bước chân còn dương dương cho cách lữ hành xuyên sao niềm thương nhớ. Trời sông
tôi hết sức thông cảm với em. Các con chắc cũng không nỡ phiền mẹ. Tôi nghĩ rằng vì nhiều lý do em có thể bước đi thêm bước nữa mà. Những vấn đề là ái, bởi rõ ràng chẳng thể là ba thằng quân. Dù đó là cái cách nói với nhau trên lý lẽ ở đời, chứ không xử theo tình hả? Thì nghe tiếng mưa rơi mà đổ tại ông trời. Ôi kiếp người ngắn ngủi là báo, mà trò đời ngổn ngang thế sự. Sao mà nhiều thế, sao mà rắc rối, gặp gỡ làm gì rồi phải chịu chia vui chứ. Lời lẽ của tôi cứ nghẹn ở đầu tôi, bên nghĩa bên tình đời tôi nặng gánh. Tóc trắng mây chiều sương giăng mù mịt, chuyện ngày qua như cố tích thì đợi chờ. Thôi đừng thức giữa cơn mơ, kiếp người ngắn ngủi đợi chờ uổng công. Sống xưa nước chảy ngược dòng đò ngang, lỡ duyên dành lòng cố. Tại sao má bán tàu? Con tàu là kỷ niệm, là hình ảnh, là mảng sống của ba con gắn liền nó vào đó mà má. Má à, mụ má không nhớ ngày ba con hấp hối có trăng trối lại, và cũng tin tưởng với tài quán xuyến của má. Cơ nghiệp này á, rồi sẽ mở rộng thêm, chứ có về đâu. Từ ngày ba chết tới giờ, việc gì má cũng trao đổi với tụi con. Công việc này sao má? Tụi con à, vì sống với má tụi con gì biết. Chắc là có lý do gì đó chính đáng lắm, má con mới quyết định như vậy. Phải không thơ? Em giải thích cho mấy đứa nó biết đi em. Em cảm ơn chị Chính à. Trước khi má gặp ba tụi con, má đã từng là người buôn đầu chợ bán cuối chợ. Tụi con hỏi dì Chính à, dì sẽ nói cho em biết. Từ trước tới nay má chưa hề làm thân chùm gửi. Đến khi về với ba tụi con, má xem đó là chỗ dựa tình cảm, chỗ dựa tinh thần để má vững tin mà nó làm hẳn cho tụi con. Còn bây giờ ba các con đã chết. Đáng lý ra trước khi có quyết định này, má nên trao đổi với chúng con, để cả nhà ta còn được lớn bằng. Con là út nhưng đã lớn khôn, hơn 18 tuổi rồi. Má bán tàu để không nhớ đến ta, quả là điều khó. Lại còn phát sinh thêm tánh độc tài, mà nói đi thì ai mà có lại đổi thay. Em hãy để cho má phân bài, vì sao má lại đổi thay. Má dầu cho má trở nên quá phụ, anh em con vẫn mãi mãi tôn thờ. Việc làm hôm nay tạo nhân cách đôi bờ. Mà hãy nói đi, mà nói đi là tại ai chứ? Nói đi thơ, nói đi em. Em phải nói. Được rồi, Vân à, con hãy nghe má giải bài. Trước sau thế sự xoay dần chuyển đời ngày một khác, má quyết định bán tàu để lấy tiền đầu tư chuyện lớn. Thank you.
Ngoài ra còn một lý do, vợ bác Tư muốn cho anh vô cùng đi tàu với gia đình của mình như này, nhưng má xe xa thì không tiện lắm. Tụi con biết không từ chối thì khó coi, mà nhận thì các con không bằng lòng. Đó, vậy đó làm sao? Hoan hô má của con, má con rất tuyệt vời. Vậy mà chưa rõ ngọn ngành, dân vội vàng tiếng nọ tiếng kia. Con hối hận lắm, xin lỗi má, xin lỗi anh hai. Nhưng mà con chỉ thắc mắc là bán tàu rồi á thì... Vì Vĩnh sợ chú hai râu thất nghiệp phải không? Yeah, anh hai nhại dễ sợ. Nói đầu chúng đó, phải không dì Chính? Chị lo anh gì? Nội chị kêu anh đi thu mua cho em mà là không có còn giờ rảnh mà làm bạn với ma men nữa. Ồ, hoan hô người mẹ tuyệt vời của con. Người mẹ đứng trên đầu sóng ngọn gió, cưỡi cá kình đạp luồng sóng dữ. Ê, cường điệu dữ vậy ta? Má mình chứ đâu phải bà Điệu đâu. Anh này, lâu lâu để em nịnh chút coi, chẳng được sao? Không. Má ơi, má nói má để dành tiền làm ăn lớn. Là làm gì hả má? Cái việc này á, phải nhờ tới bác Tư đây nè các con à. Nữa, hồi nãy má nói bán tàu để không dính dáng tới vợ con bác ấy, còn bây giờ lại nhờ tới bác để làm ăn lớn. Sao mâu thuẫn vậy má? Má định mua lại cái xưởng đông lạnh của ông Năm Ngon, tụi con thấy làm sao? Ôi thơ à, em coi chừng phiêu lưu đó nghe. Chính vì vậy mà mình phải nhờ tới sự giúp đỡ của anh Tư đó chị chứ. Cái gì? Bác Tư? Tư? Dân à, ba anh đâu phải là người xấu, chỉ tại tại bà Sương hơi quá đáng thôi mà. Thấy chưa, anh cũng bên ba anh nữa. Dân, chính con mới quá đáng đó, con biết không? Chính vì phải đương đầu với hoàn cảnh như vậy cho nên mới hình thành cuộc đời này đó con. Má, con xin vô lễ nói câu này. Ai biết được vợ chồng cũ mà không rượu cũng tới. Trời ơi, anh thơ là thơ, anh dâng dâng cho em đi. Má, má tha lỗi cho con. Từ nay về sau con không dám xúc phạm má nữa. Lâu lắm rồi nhà mình mới họp mặt đông đủ như vậy. Cũng may là một năm có mấy ngày Tết và một cái đám giỗ của ổng. Không có rồi tối ngày chỉ biết có cái xưởng đó thôi hả dì Chính? Bà chủ lúc này hơi khó chịu đó nghe. Đúng là thời gian qua chị em mình cực dễ sợ. Thằng Việt cực nhiều nhất chị quên sao? Không có nhờ nó thì làm sao mà thương hiệu của ta góp mặt trên thương trường. Bởi vậy tội nghiệp nhỏ, học hoài có cái bằng đại học đậu không nổi. Nhưng cũng may là anh và em của nó tốt nghiệp hết rồi. Chị Chính à, hồi tối này chị có dặn anh hai râu sáng nay cho chuyển hàng lên cho công ty ba gấp không vậy? Chả cho vô container hết rồi, xe đi từ 5 giờ sáng lận. Chị này, sao không kêu bằng anh mà cứ anh chả này anh chả nọ hoài vậy? Ôi, chị với anh chả mà anh em nổi gì, đầu bạc hết trơn rồi. Chị Chính, nói nghe. Gì? Chị còn nhớ em với chị đi dự cái đám cưới cháu ngoại của chú rể với cháu nội của cô dâu cùng dự không? Nhỏ quỷ này, sao má con em có chung một cái bệnh nè? Ủa, nói mẹ con em bị bệnh gì vậy? À, thì cái bệnh nói dai, hãy có dịp là cứ nói nha. Cứ thằng cha ai đâu mà nhắc tới. Chị nói rồi, tài ổng trong con, nếu ít ít á, thì chị còn ngó ngàn. Nay con của anh đã có việc làm, đứa nào cũng vô làm công nhân đàng hoàng hết trơn rồi đó nghe. Nhà em có cái máy đông lạnh nên giải quyết lao động cho địa phương. Tới con Tư Lê mà cũng có việc làm, đừng nói gì con của hai đâu. Tuy chị
mình mới ở giọng thôi. Vậy thì chỉ sợ chi mà không tin tôi. Rồi con quỷ, cái tình đời của ảnh đó nha, tôi nói là rất đáng quý đó. Thôi nha, chờ đợi hoài một giả quý chung, còn công việc thì lúc nào anh cũng hết lòng. Chỉ gần đầu đi cho mẹ con em lên liền á, để chị có chồng với người ta. Quỷ ơi, rồi đây em sẽ giao cho anh chị một người làm quản tóc nè, một người thu mua, đầm bọc với nhau như từ trước tới giờ, lại còn gắn được thêm tình nghĩa đậm sâu nữa. Nhưng mà nghĩ tới chị thấy quê quá trời hả? Nhưng bụng thì khoái lắm phải không? Đừng có ơ ầu với dầu ầu ơ vậy trơn. Ta ơ hồi nào? Bây giờ nói thiệt cho tôi nghe cái coi nè. Ta ơ hồi nào? Tao nói nịnh, nó nói là thơ à. Em nói chị thì em cần phải nhìn lại em đi. Chị sẽ chấm dứt cuộc đời cố lẻ nếu như em nếu như em bằng lòng đi thêm bước nữa cho sợi ấm lòng đơn giá lành lâu rồi. Trời đất ơi, chị chết. Sao vừa nay chị nói năng mà không biết giữ lời. Đừng có nói nữa nghe, lòng em nó nguội lạnh á, chị không có còn cái ngọn lửa nào mà nhen dựng lại được đâu. Nhưng mà chị thấy từ ngày em ra điều khiển cái xưởng đông lạnh, tham dự họp hành để nắm biết chính sách chủ trương á, tại em không để ý chứ nhiều ông cũng dồn ngang liếc giọng lắm á. Người phụ nữ đoan trang bản lĩnh vô tương trường, nói vậy phải không? Thôi đi bà ơi. Thiệt á, ta đã nói thôi nha, không có nói cái chuyện này nữa. Nói đúng vậy mà trời. Ủa kia, rồi thằng Việt con Dân, rồi còn anh Tư đi sao kìa? Ủa sao không thấy Quân kìa? Anh Lê, Quân đâu rồi? Thôi ta không chờ Quân nữa, vì sáng mai phải nộp danh sách rồi. Cái anh này kỳ cục thiệt, dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi vậy mà cũng không chịu về nữa. Con đồng ý đó bác Tư. Bác Tư có cho biết phần nhân sự dự kiến của bác đi. Không có gì thay đổi lớn lao đâu, chẳng qua lần này ta có chức trình hẳn hoi để dễ làm ăn trên chốn thương trường. Châu Dân sẽ làm kế toán trưởng như từ trước đến nay, còn bà Thơ chịu cách tiền. Chị Chính thì đi thu mua, tôi thì lo tổ chức phần nhân sự và công tác đoàn thể. Phải có một phó giám đốc lo kỹ thuật và kế hoạch, còn giám đốc ở ngoài phụ trách chung còn phải lo xuất khẩu. Tôi muốn hỏi ý kiến của nhà mình đây. Theo tôi á, tôi thấy thì nên giao cho Quân, vì so với việc Quân có tới mấy cái bằng là thủy sản, ngoại ngữ, ngoại hương cũng sắp được cấp bằng, đưa Quân vô sẽ đáp ứng được về trình độ và yêu cầu phát triển của công ty. Còn cái ghế phó giám đốc á thì giao cho thằng Việt kỹ thuật kế hoạch, rồi cả việc tiếp thị. Việt nó quen xong sáu và kinh nghiệm nhiều. Không, con không đồng ý với lời nhận xét như vậy. Nếu tính toán sòng phẳng thì phải kể đến công của anh Việt, người đóng góp rất nhiều cho sự phát triển kể từ khi ba con nhớ đến nay. Ngoài má con ra thì chỉ còn có ảnh, đầu tắt mặt tối, chạy ngược chạy xuôi, phải chạy đôn chạy đáo, mở rộng quan hệ với tất cả mọi nơi. Dân à, sao em nhiều lời ca ngợi, anh thấy mình chưa đạt yêu cầu đâu. Chỗ anh em trong nhà, anh Quân làm giám đốc thì hợp lý lắm thay. Nhưng mà em thấy không hợp lý. Nói gì thì nói, giữa anh Việt với anh Quân, hai bên con đều thương đều trọng, nhưng con muốn người lo lắng cho sự nghiệp của má ba phải là anh Việt mới vuông tròn. Giá như bây giờ đây ba còn sống, chắc không ai bàn tới trong giàu. Anh Việt hy sinh tấm bằng đại học, sớm tối miệt mài nắng nhọc lo toan
chẳng buồn nghĩ đến người chung quanh đang đối phụ. Dù tất bật mỏi mê vì công việc, anh ba chẳng để tâm đến những vui buồn của công nhân trong phường. Thôi đừng có nịnh quá đi cô. Con chính là con chết núi đây nè. Chuẩn bị làm sống chưa nè? Gì dạ? Bánh tráng trăm năm đẹp. Hôm nay tôi đã cho cả nhà ăn cho đủ nữa nè. Đi mà quên, có cái thơ của Quân gửi cho bà chủ nè. Cái gì? Kêu tôi là bà chủ hả? Thì bà chủ chứ kêu bà cái gì? Thưa má, các em, anh tiếc là giờ đây anh đang có mặt ở Sài Gòn. Nhớ đến buổi họp, chắc cả nhà đang xoay quanh ở chiếc bàn tròn. Chiếc bàn đối với gia đình ta nhiều kỷ niệm, nơi chứng kiến bao nỗi niềm hạnh phúc đăng cai. Nơi ba nhẹ nhàng với chiếc roi mây, mấy đứa chưa thuộc bài bỗng ngồi im chăm chỉ học. Lời giải bao ngàn vàng ca quãng đời khó nhọc. Dân ơi, Việt ơi, chúng mình sẽ không thể nào quên. Con của mẹ, anh Nguyễn ơi, hồn phách anh linh còn ở đâu đây? Chắc anh thanh thản khi nghe con bài tỏ lòng hiếu hạnh nghĩa sinh thành. Gửi về anh trọn vẹn. Thưa má, xin gia đình chọn việc làm người lãnh đạo, bởi từ lâu phần việc nặng em con đều quán xuyên. Việc lại hiểu tâm lý thở thuyền, chia bùi sẻ ngọt với bà con. Nhưng vì cần lo chung, con sẽ hết lòng giúp em con giải quyết. Phần con phải được ba nguyện thương như con ruột, trên thực tế con vẫn là con của ba Lê. Trang trải chuyện đời nắng xây mưa trưa, không khéo sẽ khó khăn khi điều hành công việc. Tài sản của mình phải biết lo biết tính, đừng vì chút tình riêng mà làm tổn hại gia đình. Họp xong con sẽ về ngay. Con có mua sâm cao ly cho má và cái nón bảo hộ cho chú Hai Râu, chưa kể một áo dài cho dì Chính mau mau tới ngày đám cưới. Cái thằng không phải con ruột mà sao giống tánh khí của anh Nguyễn Như Trúc vậy nè. Hai con à, đây là lần bàn luận cuối cùng về cái việc ai sẽ là giám đốc của công ty. Má mong rằng hai con hết sức bình tĩnh, phân tích và nhận định hết sức thấu đáo giữa tình và lý. Má biết sợ gì á? Má à, ý má muốn nói á, anh hai tụi con lánh mặt là để tránh tham gia trực tiếp về vấn đề này á, phải không má? Tất nhiên là vấn đề này không đơn giản. Con biết, vì vậy tuy chúng con là anh em, dù thâm tình gót nhục cũng phải thẳng thắn bàn luận, tránh cho gia đình cảnh sáo thịt nồi da. Nhớ lại những lời dặn dò trước lúc ra ly, ba muốn chúng mình không được rời xa, đoàn kết bên mẹ thương yêu lẫn nhau. Con nên nhớ đường đời còn nhiều bãi cát, lòng son giả sắc tin tưởng với nhau, hơn sâu nghĩa nặng trước cũng như sau. Ân cần thông cảm đổi trao, vui buồn sang sớt cho nhau. Em nghe má nói chưa Vân? Đừng rộng mình mà để hẹp cho người ta. Má à, má thấy chưa? Má có anh Việt chào con kìa. Nín, nghe anh con nói. Con muốn làm sao? Cứ nói thẳng ý kiến của con đi Việt. Thưa má, em
dân cho rằng con có công nhiều trong những tháng ngày gian nan thành lập nên cơ nghiệp. Nhưng con tự hỏi con đã làm được bao nhiêu so với công ơn dưỡng dục sanh thành. Không cõi rễ ngâm trong lòng đất thì cây kia sẽ trôi lá chớ cành. Dân ơi, cổ thụ âm thầm nuôi sắc lá xanh tươi, che bóng mát cho đời tốt tươi thân chùm rơi. Em có học phải biết nơi mình đến, có phải từ khúc ruột mẻ ra góp mặt với đời hạnh diễn với người ta. Phải nhớ là không có mẹ cha làm sao có được thân mình. Thì em cũng hiểu nha anh chị, chứ em có bán anh đâu mà anh. Hiểu là một chuyện, còn làm được hay không mới là điều cần nói. Nếu em thật sự hiểu, muốn đáp đền công ơn cha mẹ, em không nên tiếng bất tiếng chì, giọng khê lời chăng. Bà nội dạy anh, cung kính không bằng dân lời. Chúng mình kém phước phần nên không còn ba trên đời nữa. Mọi tình thương mình dành cho mẹ có được không dân? Dân à, nếu đồng ý thì kể từ hôm nay em không được nhiều lời. Xấu tốt đúng sai mỗi quyết định chúng ta tuân theo ý mẹ. Anh hay anh Quân, người nào làm giám đốc thì công việc nhà mình có điều gì khác lạ phải không em? Ơ kìa con Quân, con mới về hả? Đi suốt đêm hay sao mà về tới nhà sớm bẩn vậy con? Má à, học xong là con về liền. Với lại con tưởng ở nhà đã quyết định xong. Ai dè cứ vì một mình con mà nhùng nhằng hoài chi vậy má? Dân, Việt, hai em, anh không phải là người ham quyền lực. Không anh hai à, đây không phải là quyền lực, là địa vị hay danh vọng cao sang, mà là trách nhiệm anh hai à. Trách nhiệm của gia đình này trao cho anh, trách nhiệm của anh đối với người đã khuất. Và còn một trách nhiệm khác nặng nề hơn nữa là chén cơm manh áo, là sự sống của hàng ngàn người lao động đang có mặt trong công ty của chúng ta. Má à, anh Việt con nói như vậy, ý của má thế nào? Mấy đứa đợi má anh chút. Thờ em, các con dân dân Quân, Việt, vết thương làm cho ba đau nhức thấu xương. Ngày không ăn, đêm dài không ngủ được. Ngày xa mẹ và các con mỗi phút lại cần trề. Ba không muốn nói lời vĩnh biệt vì cái chết đến nơi. Ba nghĩ rằng chết không phải là chấm dứt mọi thứ. Đối với ba, xác thân này ngưng nghỉ nhưng còn tinh thần, tâm hồn ba vẫn bên cạnh mẹ và các con. Mình ơi, thơ ơi, tôi lo cho mình, không phải lo vì mình yếu đuối, không chống chọi nổi với cuộc đời, mà sợ cho mình ngã quỵ vì tâm trí phân đôi bên tình bên nghĩa. Sợ các con phân biệt bên kia bên nọ, con ruột con nuôi cũng như tôi. Khi
to giữ thân bằng cán cân công lý cho việc dân đừng phân bị đứa nọ đứa kia. Mình ơi không thù oán không giận hờn bên trong bên khinh cho thằng quân khỏi sầu tôi trong cái cảnh con đi con một nhà cùng mẹ làm sao nói cho mình hiểu. Em thấy tội cho mình lắm á. Nữa thương anh Tư Lê vì hoàn cảnh mà ly biệt vợ con mấy chục năm trời. Nữa thầm hỏi sao anh trở về làm chi cho cánh tình khó xử. Con người là vậy đó thơ và các con. Thương ghét giận hờn đau khổ si mê. Nhiều lúc cô đơn trên mũi tàu nhìn biển chiều mênh mông từng con sóng đi về gầm rú hải hùng để cuối cùng còn lại trong hư không chùm bọt sóng. Ba nghiệm ra đời người có không đi về như cơn gió. Vậy mà sống làm người tốt thật nhiêu ghê không kể xiết. Mình ơi tôi mệt lắm rồi mình ơi. Con ơi, đây không phải là thơ mà chính là lời thú tội. Ba muốn hiện diện trên đời như tấm gương trong, thỉnh thoảng đôi khi vướng chút bụi lầm, biết đâu nhờ đó mẹ với các con tìm cho mình lời giải đáp. Hôn mình thương các con của ba. Ba, ba con nhớ ba nhiều lắm. Trong mấy đứa, mẹ thấy thằng Việt giống ba trong cách hành xử ở đời. Còn con thì sao mẹ? Em còn nông nổi và hời hợt lắm, cho nên nói thương người mà cách xử sự làm cho ai ở gần em cũng bất an, đau khổ. Anh Việt nói vậy đúng không mẹ? Con tự suy nghĩ rồi tìm cái câu trả lời ở nơi mình. Chắc chắn là con sẽ biết đúng sai. Ráng mà ngẫm cho kỹ những lời trong thơ ba của các con để lại. Nếu thật sự vậy thì... thì có sao đâu, em chân thành sửa mình. Quân, sao con không có nói gì hết đó Quân? Con thương ba và hiểu lòng ba đối với mẹ con mình. Con tự hứa với mình là học cách sống của ba. Con người bình thường sống trung thực đã khó, ba nguyện trung thực ngay cả với những khuyết điểm của ba. Dân ơi, nếu em chưa tin được anh hai thì lỗi đó do anh hai chưa làm được gì đáng để cho em tin. Thưa má, vì sự hy sinh vô bờ bến của ba nguyện, xin má tha lỗi cho chúng con. Má chỉ sợ,
má không xứng đáng gì. Con cõng má đi chơi nghe má. Không có được. Sao? Ba anh em mình cùng cõng má đi. Thôi chứ, trời ơi, nói chuyện hoài tới khuya luôn, không tính ăn cơm hả? Ăn xong đi rồi tiếp tục nói nữa. Con cái ghế giám đốc mà bầu hoài không xong. Hèn chi. Xong hết rồi chú hai. Quân. Dạ. Con lấy ba cây hương thắp lên bàn thờ bao nguyện. Dạ. Con Dân, thằng Diệp, mấy đứa đi theo anh. Ba ơi, ba chứng cho con đi ba. Con hoàn toàn tin anh Quân rồi đó. Ba chịu chưa? Ê, bé con, đứng gian xa ra coi chừng ba cú đầu bây giờ đó. Bên kia bên